Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, các kết luận, nhận xét, đánh giá sau kiểm tra, giám sát đã góp phần phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế, ngăn ngừa vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo công minh, chính xác, đúng nguyên tắc. Về thực hiện quy định số 30 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành chương 7, chương 8, điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra giám sát có sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chất lượng hiệu quả, các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên, có tác dụng rõ rệt trong phòng ngừa sai phạm và phát hiện những khó khăn vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong thực hiện quy chế phối hợp giữa các ngành chức năng thực hiện công tác kiểm tra giám sát, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát theo quy định của điều lệ đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ ghi nhận biểu dương kết quả mà cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đạt được trong công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần khắc phục những hạn chế để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục xác định kiểm tra giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Trên cơ sở đó, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng. Xác định công tác kiểm tra là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của đảng, phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với công tác kiểm tra. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm sâu sát với hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện mọi mặt để ủy ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của đảng. Tập trung kiểm tra giám sát việc chấp hành theo điều 30, điều 32, điều lệ đảng, đồng thời thực hiện nghiêm túc đúng quy định trong xem xét thi hành kỷ luật đảng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm, kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch, xử lý phải công tâm, khách quan, kỷ luật phải nghiêm minh, đủ sức răn đe. Ủy ban kiểm tra tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác tổ chức cán bộ, quản lý về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không vùng cấm, không có ngoại lệ, xác định các cuộc kiểm tra đúng, trúng nội dung, xử lý, đề nghị xử lý, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tới đây, Ủy ban kiểm tra các cấp phải tiếp tục tham mưu xây dựng triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra giám sát từng năm và toàn khóa sát với nội dung nghị quyết của đại hội cùng cấp. Tập trung vào những vấn đề gợn cộm, những vấn đề cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội. Phải chủ trì tham mưu công tác kiểm tra giám sát của đảng, phối hợp với giám sát của Hội đồng Nhân dân, rồi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, thanh tra tỉnh, ban nội chính tỉnh ủy để hạn chế thấp nhất trùng lắp nội dung, trùng lắp đối tượng, trùng lắp thời gian kiểm tra. Thực hiện kiểm tra cách cấp, giám sát thường xuyên, đột xuất, phát hiện kịp thời, ngăn ngừa những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Nhân dịp này,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 15 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.